Mới cài xong các điệu mới, các điệu Việt Nam cho cái đàn Casio CTX-700. Những điệu rất là cơ bản và thông dụng cho mọi người tập nhạc, đặc biệt là cái dòng nhạc thể loại Việt Nam, thể loại dân ca nha. Mình mở thử cho mọi người rap này. Tiếp tục Twist. Quá hay luôn. Rồi, lên khúc. Rất là VIP luôn nha mọi người, không thua gì mấy cái dòng đàn lớn này. Easy. Dòng đàn này chỉ có hơn 3 triệu thôi nha mọi người. Một cái đàn Casio CTX-700, một đời mới của dòng Casio với hệ thống âm thanh ANX. Thì cái dòng này âm thanh nó ra cực kỳ là chuẩn luôn. Bass trap nó rất là rõ so với những dòng đời trước nha mọi người. Cái dòng đời CTX á, nó rất là tốt, nó ra nhiều cái cải tiến mới cho mình để mình học tập. Đó, cái đàn hỗ trợ được 10 cái điệu bên ngoài. Bên mình đã cài đầy đủ cho mọi người. Chào chào. Tiếp tục này, Bolero nha, Embo. Liên hệ nhà cụ Xuân Thăng, số điện thoại trên màn hình. Cái đàn Casio CTX-700 đã được cài điệu băng tiếng cho mọi người đầy đủ cho anh em nào mới học tập, thậm chí là anh em nào mà đánh được được xí mình xách cái này đi show luôn nha mọi người. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều, hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.